Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhấp Hóc. Các bạn hãy thật chú ý đến phá combo của Yuki Yudai nha. Đây là một phá combo Yuki Yudai hoàn hảo, nhưng mà có một số con bài nó khá là mới. Hiện tại thì có vẻ như cả hai đều chơi sử dụng những con bài của Yuki Yudai thôi các bạn. Bên Yuki Kuta thì sử dụng con bài Anh Hùng Nhất Tổ Neo, con bài Ta Thành Avatar VIP 12, Santa Clon VIP 13. Hãy xem cách mà Yuki combo hoàn hảo nha các bạn. Đầu tiên là dung hợp một con bài rất là còn khả năng tận cũng hai lần nữa các bạn. Sử dụng con bài chuẩn bị dung hợp để tiếp tục dung hợp một con bài 8 sao, chạy trừ dung hợp, thu hồi dung hợp. Tiếp tục dung hợp các bạn. Và dung hợp hai con dung hợp kia để kết thúc trận đấu. Một vài combo rất là vi diệu. Bây giờ thì mình sẽ xem màn dung hợp của Yunichi để các bạn xem những con bài của Yunichi có thể nào để có thể tạo được phá combo khủng khiếp như vậy nhé. Đây, bắt đầu nhá. Con này đang tấn công hai lần. Bây giờ chuẩn bị dung hợp. Để lại con neo kia. Rồi dung hợp con neo. Tạo ra con tạm sao này. Dùng bài thu hồi dung hợp. Mặc dù đang có đến sinh hai quái vật và 8.000 điểm LP, nhưng chỉ trong một tính thôi các bạn thì Yunichi đã kết thúc trận đấu. Đó chính là sức mạnh mà một Yuki Yudai muốn sở hữu tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha.